Tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, thắng không kêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sợ lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin thề! Xin thề! Đó là một trong 10 lời thề danh dự của người chiến sĩ mới trước lá cờ Tổ quốc. Kết thúc mỗi lời thề, tiếng hô đồng thanh xin thề vang lên mạnh mẽ, đồng lòng, dứt khoát của người quân nhân cách mạng, thể hiện rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân thật lớn lao nhưng cũng rất vinh dự và tự hào. 3 tháng huấn luyện thì có những khó khăn, thách thức, tuy nhiên thì dưới sự động viên của cán bộ các cấp và gia đình thì tôi cũng đã cố gắng vượt qua. Và hôm nay được đứng ở đây là một trong 15 chiến sĩ tiêu biểu thì tôi rất là vinh dự và tự hào trước những bước trưởng thành của mình trong thời gian qua. Hôm nay đứng được ở đây tôi rất cảm thấy rất là tự hào, rất là vinh dự và tự hào khi mà con mình đã trưởng thành trong 3 tháng, sau 3 tháng huấn luyện ở Tân Binh. Cháu đã ở trong môi trường quân đội, cháu đã được rèn giũa, đã trưởng thành lên rất nhiều. Gia đình rất là tin tưởng để con ở trong quân ngũ. Năm 2024, Trung đoàn 692 được giao quản lý huấn luyện 1.709 chiến sĩ mới, tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Đảng ủy chỉ huy Trung đoàn 692 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Trong đó, đột phá vào tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp tổ chức quản lý, điều hành, duy trì huấn luyện cho cán bộ các cấp và chuẩn bị kế hoạch, giáo án, bài giảng, vật chất, mô hình học cụ, thao trường, đảm bảo tốt nhất cho công tác huấn luyện chiến sĩ mới theo quy định. Qua kiểm tra đánh giá kết quả, 100% các nội dung đạt khá, giỏi, 15 trên 15 đại đội huấn luyện chiến sĩ mới đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Đứng dưới quân kỳ, đồng chí nhận súng, được trao súng, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. 10 lời thề danh dự của quân nhân, các đồng chí hô vang, đây là niềm vinh dự của chiến sĩ trong ngày lễ quan trọng này. Và thủ trưởng các cấp cũng tin tưởng rằng sau buổi lễ ngày hôm nay, các đồng chí chiến sĩ mới sẽ về các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống của trung đoàn với 8 chữ vàng: trung kiên, dũng cảm, luyện giỏi, đánh thắng, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc trên cương vị công tác được giao. Sau 3 tháng huấn luyện, 1.709 chiến sĩ mới đã hiểu rõ về điều lệnh, nắm được tính năng, cấu tạo, tác dụng, kỹ thuật, chiến thuật và biết sử dụng các loại vũ khí được biên chế, huấn luyện đầy đủ các đề mục chiến thuật, từng người và tổ bộ binh trong chiến đấu, vận dụng linh hoạt và từng loại địa hình và tình huống cụ thể. Sau khoảnh khắc được trao súng, họ chính thức trở thành quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.